Nơi đây là hồi xưa đó là nhà hàng sinh đôi à, nhà hàng sinh đôi giờ là tiệm cà phê rồi. Rồi tới đây là ngã 6 này, người ta gọi là ngã 6 Cộng Hòa. À, đây là ngã 6 Cộng Hòa. Và buổi sáng thứ hai đầu tuần rồi bà con. Giờ để ba mẹ con sẽ chở bà con bắt gạo ra dòng trung tâm. Con đường này là đường Nguyễn Thị Minh Khai, hồi xưa đó là đường Hồng Thập Tự. Bên tay phải ba mày cầu đây là hồi đó là công viên Phong Châu, à, như bây giờ nó cũng là công viên Phong Châu thôi. Rồi mời bà con bác uống cà phê để lâu nó tan đá dở. Con đường này đường Lương Phủ Khánh. Con đường này là hồi đó là đường rạch xe lửa đâu cả. Bánh mì chim chạy 25.000, 29.000 một bộ. Ở đây nó có loại bánh mì gà xé đó bà con. Hồi xưa ở dân Sài Gòn á, trước năm 75 là rất thích ăn bánh mì gà nha bà con. À, gà xé sợi ra
rồi bỏ vô ổ bánh mì tròn tròn nhỏ nhỏ mũm mĩm lắm, ổ bánh mì con cấp, mình gọi là bánh mì con cấp á. Đó. Đó là cái đặc trưng á. Còn không thôi á, có một loại bánh mì sang trọng hơn là vô bên trong ngồi bàn đàng hoàng, trưng bày ra miếng đồ chua, miếng đồ chua, dăm bông, chả lụa, pate, bơ, bày hết trên một cái dĩa đó bà con. Bánh mì đó là hồi xưa là gia đình ba Michael là ăn bánh mì Nguyễn Ngọ. Đó là bánh mì ăn mà coi như là ngồi ăn mà bày trên cái dĩa đó. Còn đây là rạp này là Olympic nè. Ở đây là gần như là hồi đó là của Bầu Lâm. Bên kia là quán ăn Tân Sinh Hoạt, cũng nổi tiếng lâu đời. Quán đó ba mày cầu ăn cũng được 2 lần. Khó chịu quá. Ba mày cầu nói mà cái nói chung đó, ba mày cầu bị nó bị kéo đờm nghe cái họng đó bà con. Giới YouTube sợ nhất là mấy âm nhạc này. Nhiều người nghe nhạc hay với giới YouTube mà đi quay phim mà nghe mấy cái nhạc này thấy sợ lắm. Về làm phim cực lắm. Rồi, con đường này là con đường Lê Văn Duyệt năm xưa nào không? À, bên tay phải ba mày cầu đây nè, cái chỗ cha cơ cha cô đi nè bà con. Đây đây, hồi xưa đó là nhà của ông bác sĩ Nguyễn Văn Thinh đó. Rồi bên đây nè bà con, có thấy liên đoàn lao động không? Xin thưa bà con cô bác, hồi xưa nó là liên đoàn lao công á, trước năm 1975 nó là liên đoàn lao công. Lao công nha bà con. Giờ nó chỉ cái chỗ giữ công thành giữ động thôi. Còn đây là rạp này là rạp Kinh Đô nè. Đó, rạp hát đó. Còn đây là sân khấu chống đồng. Rồi bên kia đó là đại sứ quán Gia Na Đại, trước năm 75. Sau này là nơi mà phòng quản lý xuất nhập cảnh đó bà con. Rồi đó làm bắt bò là làm ở đây. Đây là ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương, hay hồi đó người ta gọi là ngã 6 Sài Gòn. Trước mặt bà con cô bác, trước năm 75 đó là mấy cái tiệm người Tàu bà con, trà da gì đó, không, bán mấy cái món ăn người Tàu. Bên kia là một cái chợ, nó giống như là chợ bến xe vậy đó, bán đủ thứ món ăn mà ngồi dưới lề đường á. Ngay chỗ Starbucks đó hồi xưa đó là cái cây xăng á. Con đường này là đường Lý Tự Trọng. Đường Lý Tự Trọng này là hồi đó nó là đường Gia Long nha bà con. À, ở đây có một cái ông nhà thuốc Cự Thất nè bà con. À, Cự Thất. Giờ đóng cửa suốt rồi. Ông Cự Thất đó là chuyên gia mà nắng gân chật tay bà con, đã thương á. Ừ, hay lắm. Ở Sài Gòn hồi đó có ông Cự Thất. Trong chợ lớn thì có một cái ông gì mà tên ba chữ ba mày cầu quên tên rồi ta, tự nhiên bất giác cái tự nhiên ba mày cầu quên. Các cô các chú anh chị và các bạn có biết nhắc tiếp ba mày cầu chứ.
tự nhiên cái bất giác cái quên bà tên này. Đây là đường Trương Định, là Lý Tự Trọng nè. Tiệm bánh mì Ngọc Sáng à, có tiệm bánh mì Ngọc Sáng này là một cái điểm nét riêng Sài Gòn hồi xưa đó bà con. Bây giờ mà bà con cô bác còn nhớ mà muốn ăn lại bánh ổ bánh mì con cóc á, mà có bánh mì gà trong giỏng á mà hình con cóc á, bà con cô bác vô tiệm bánh mì Ngọc Sáng à, nhưng mà giá nó cũng hơi mắc nha bà con, so với mặt bằng chung à. Nhưng mà bà con bác muốn trải nghiệm cái cảm giác hồi xưa như thế nào thì bánh mì Ngọc Sáng còn nha bà con. Hình như ba mẹ cậu nhớ anh không lầm là như khoảng 40 ngàn ổ á. Tại ba mẹ cậu có ăn rồi à, gà xé sợi ra ha à, để ăn với đồ chua à, bánh mì. Đường này là đường Thủ Khoa Hưng, quẹo phải là về chợ Bến Thành đó. Đây là đường Lý Tự Trọng, hồi xưa là Gia Long. Đường này là đường Nguyễn Trung Trực. Bên tay phải này là thư viện đó bà con. Hồi xưa trước năm 75 nó là thư viện quốc gia, bây giờ nó là thư viện tổng hợp. Bên tay trái này là Pháp Đình nè, Pháp Đình Sài Gòn à, có những người Tây lớn tuổi họ thích đi tới Sài Gòn chơi lắm. Thư viện khoa học tổng hợp. Mai mốt mà hai đứa con của ba mày còn mà nó lớn chút xíu nữa là ba mày còn sẽ hướng dẫn nó vô thư viện này. Xin thưa bà con các bác, đối với ba mày còn đến thời điểm này, sách vẫn là một cái kho tàng vô cùng quý giá nha bà con. Sách nó đem lại cho mình một cái nguồn kiến thức vô tận luôn á. Còn bên phải này là dinh tổng thống nè bà con à, đây là dinh tổng thống. Nơi đây là nơi làm việc của ông Ngô Đình Diệm. Rồi sau đảo chánh năm 63 đó thì nơi đây là nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Thiệu bà con à, nơi đây là nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Thiệu à, chủ tịch ủy ban thành phố chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia là làm việc ở đây nè. À. Chỗ này là công viên, này là công viên Liên Hiệp. Bên tay phải ba mẹ cô đây là sở giao thông vận tải nè bà con. Sở giao thông vận tải này là hồi đó trước năm 75 đó là Bộ Quốc phòng.
Còn vậy là đối diện qua đây nè bà con bên tay trái này, đó là nha động viên à. Nơi đây là đó có một cái nơi đóng quân của quân cảnh tư pháp đó bà. À, quân cảnh tư pháp. Còn đây là dinh Thượng Thơ à, giữ lại kiến trúc y nguyên luôn á, mà công nhận hồi xưa người ta xây chắc ghê luôn á, đến bây giờ mà nó vẫn còn sử dụng được. Bên tay trái này có một cái dãy nhà nè bà con. À, xin thưa bà con các bác, cái dãy nhà này là hồi xưa là nhà của nhân viên làm việc cho Đại sứ quán Mỹ trước năm 1975 đó bà. À, cái nhà này nè. Bây giờ nó là văn phòng công ty. Trường này là trường Trần Đại Nghĩa. Ngày 13 tháng 9 đúng không? 110 năm rồi đó bà con. Ngày sinh của ông Trần Đại Nghĩa. Đây là đường Hai Bà Trưng, 13 tháng 9. Cái dốc này người ta gọi là dốc sương mù nè. Đường này đường Lê Thánh Tôn. À, đây đây bà con có thấy dốc nó xuống không? À, dốc này người ta gọi là dốc sương mù. Bên đây là khách sạn Bắc Hai Giác. Ở đây người ta hồi đó có một cái cư xá, người ta gọi là cư xá Ring. Bên đó là hồi đó là cũng là quân đội Mỹ ở đó bà con. Đó, cái tòa nhà đó. Đây là phía sau của nhà hát thành phố. Cái nơi đây là hồi xưa từng là trụ sở quốc hội. Đây là hạ viện, tòa nhà hạ viện. Bên đây phải này là cư xá bộ quốc phòng nè. Khách sạn Continental. Dạ Nguyệt Đế Vương, Bác Vị Nguyệt Viên. Wow. Hầu như bây giờ tất cả các khách sạn 5 sao đều có làm bánh trung thu ấy nha bà con. Đó, bên đó là xưa là tiệm bánh Givan. Ui. Ui. Cái gì đây? Xin thưa bà con cô bác, làm một cái sân khấu hoành tráng vậy. Không biết lễ hội gì đây. Một cái sân khấu hoành tráng quá. Đây, nhà cái sân khấu hoành tráng mới nhớ. Bà con cô bác còn nhớ không? Ngay tại cái chỗ nhà hát thành phố nè, hồi xưa là hạ viện á. Vào năm 1967, khi mà chế độ cái nền mà đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa đó bà con được chính thức thành lập á, thì ngay tại chính tại đây nè là ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là tuyên thệ nhậm chức ngay tại trước đây luôn nè bà con. Không biết các cô chú, anh chị và các bạn còn nhớ không ha? À, ngay tại đây, năm 1967. Còn bên đây phải này là phòng, này là phòng thông tin nè. Còn đây là khách sạn Caravel. Kế bên Caravel hồi xưa là có cái ngân hàng. Ngân hàng tên gì thì ba mẹ cô không nhớ. À, các cô chú, anh chị và các bạn mà có nhớ các bác nhắc giúp ba mẹ cô chứ. Ngân hàng đó là cũng là của bên hệ thống của Tổng giáo phận Sài Gòn luôn các bà con.
À, đây là đường Nguyễn Thiệp nè, tiệm bánh Roda. Hồi xưa là sao giờ vậy, giữ y nguyên luôn, không thay đổi. Chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Thiệp. Nghe nói là Nguyễn Thiệp này là đó có cái rạp hát ở trên đây nữa nè. Còn ở đây là cái showroom của showroom gì đó bà con. Đây là cái showroom của cậu Hai Quý. Ồ, hình như là đang có một cái lễ hội gì đó nha. Công nhận ha, phải nói rằng là Sài Gòn bây giờ là lễ hội liên tục. Lần này thấy hoành tráng quá bà con. Như là Tết luôn rồi đó nha, Tết nhiều khi không bằng cái này luôn à. Không biết cái lễ hội gì đây nè. Ồ, xin ơi bà con bác, cái này làm giống Tết luôn rồi đó. Công nhận ha, Sài Gòn dạo này chịu chi ghê ta. Đó, bà con bác thấy không? Đang làm một cái lễ hội gì nè, ba mấy cô thấy nè. Tết chưa cắt có giống vậy nha. Rồi làm bên đây nè, có cái cổng nè bà con. Đó. Xưa là cư xá Eden. Nơi đây nè là nơi của Việt Nam đó bà con, phòng bán vé Air Việt Nam đã ở đây. Sau này sau năm 75 thì nơi đây là phòng bán vé của Việt Nam Airlines. À, trước mặt bà con bác đó là trước năm 75 là tòa Đô Chánh. À, bây giờ đó là Ủy ban Nhân dân thành phố. Đường này đường Master. Nhớ lầm trời khuya mua ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mong trên làn gió, đời thơ ngây con nhớ lúc mình còn thơ. À, đường này là ba mươi cầu đang đi là đường Butter. Có người hồi phi không ước mơ gì, trời ơi những ấy muôn màu nào ước mơ chi. Đây phòng trà độc giao, hôm nay có cái live show của Thùy Dung Quán Sài Gòn. À, ba mươi cầu nghỉ video nó cũng đã dài rồi. À, giờ ba mươi cầu chạy nữa nó kéo dài lắm. Đây, ba mươi cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.